gửi nắng, Intel trân trọng mời nắng tham gia thử thách DIY Challenge, thử thách tự tay ráp một bộ PC với Intel Core i9 thế hệ thứ 12. Một phần quà thú vị đang chờ đón bạn. Bạn có sẵn sàng với thử thách này không? Hẹn gặp lại bạn ở Phúc Anh Lê Duẩn. Xin nhờ, các bạn đi cùng mình để xem là mình có hoàn thành thử thách này không nhá. Wow, một cây máy tính mà cần nhiều đồ này anh. Đúng rồi, chính xác đấy em. Một cây máy tính nhá, nó sẽ gồm có CPU này, có bo mạch chủ này, có card đồ họa này, có RAM, có ổ cứng, có quạt tản nhiệt, nguồn và một cái vỏ cây nữa. Wow, một cây máy tính mà em thấy nó có to lắm đâu mà sao nhiều đồ đấy. Đúng rồi, nó có rất rất nhiều đồ. Và đặc biệt ấy, là đối với cái công việc của em là editor đúng không? Thì chúng ta ngoài việc phải chọn những cái linh kiện sao cho nó hiệu năng cao nhất mà nó phải bền bỉ nữa. À, thế ví dụ như cái này thì để làm gì anh? Đây là chiếc CPU Intel Core 9 12.000K, một chiếc CPU có hiệu năng cao nhất ở thời điểm hiện tại, được Intel cải tiến về kiến trúc này, có 16x24 luồng, xung nhịp lên tới 5.2 GHz, với những cái công nghệ mới nhất ở thời điểm hiện tại như là hỗ trợ RAM đề 5, PCIe 5.0. Ngoài cái công việc editor thì em còn có thể làm tất cả các công việc khác nữa. Thế ví dụ như là hôm nào nhá, mà có một hôm nào đấy mà cái máy tính của em nó bị hỏng chẳng hạn, đấy thì em có thể mượn máy của editor để stream luôn không? Hoàn toàn hợp lý luôn. Được luôn? Được luôn. Trời ơi, chất lượng quá, xịn quá. Xịn đúng không? Xịn thế thì phải làm được chứ đúng không? Thế còn cái này sao em? Đây nhá, để tối đa hiệu năng của chiếc CPU theo 12.000K, chúng ta sẽ phải có một cái bo mạch chủ sao cho phù hợp. Thì MSI MPG Z690 Carbon Wi-Fi, nó là một bo mạch chủ cận cao cấp của MSI, phát huy tối đa hiệu năng của 12.000K luôn. Giờ là xịn nhất rồi đúng không anh? Xịn nhất. Ôi, ở đây có đèn LED đẹp nhỉ? Cái này thì không biết là lúc mà mình lắp vào máy thì mình có nhìn thấy không anh? Có chứ, nó sẽ sâu ra được cho em. Tức là cái cây máy tính của mình nó sẽ kiểu có kính đúng không? Và mình sẽ nhìn được đúng không? Đúng rồi, chứ chắc chỉ đẹp cái này không nhìn được phí lắm. Thế còn cái này sao anh? Đây, em nhìn thấy nó quen không? Quen có. Em nhìn thấy quen lắm mà em quen không biết là đây cái là gì. Card đồ họa. À, card đồ họa. À, đó. Có cái này thì em biết. Một streamer như em chơi game thì cũng sẽ cần đến cái card này. Thì editor cũng vậy thôi. Thì đây là chiếc RTX 3090. Mạnh nhất ở thời điểm hiện tại luôn. À. Lại còn dòng gaming X nữa thì cái quá là cao cấp. Tác dụng nó sao? Cái này nhá, sẽ dùng để xử lý các tác vụ liên quan đến đồ họa. À. Đấy, em hiểu đơn giản là xử lý các tác vụ liên quan đến đồ họa. Tất cả mọi thứ đều liên kết với nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau lên. Chính xác. Ở đây hai thanh với dung lượng là 32GB, bớt 5200. Hoàn toàn đáp ứng cái công việc của editor rồi. Cả hai thanh này nó sẽ cắm vào bo mạch chủ của em. À. Và phát huy tối đa hiệu năng của chiếc CPU Intel 12.000K. Thế còn cái này sao? Đây nhá, để làm mát cho chiếc CPU Intel 12.000K, chúng ta sẽ cần một cái tản nhiệt. Đây là tản nhiệt All-in-One. Đây là dòng cao cấp nhất của MSI hiện tại. Tức là nó sẽ làm mát cho cái máy tính của mình đúng không? Nó sẽ làm nếu mát. Mà nó hoạt động nhiều quá nó sẽ bị nóng. Nóng mà nó sẽ không ổn định. Em hiểu sơ sơ như thế. Thế là biết các bạn ở đấy. À, thế còn cái này ạ? Đây được ví như là trái tim của một bộ máy. Trái tim luôn. Đây là nguồn sẽ cung cấp toàn bộ điện năng cho các linh kiện ở thể trên. Thế à? Ghê quá nhỉ? Cái này chắc là cũng là đồ xịn luôn đúng không anh? Cũng là đồ xịn, luôn. Đồ cao cấp đến từ nặng MSI. Thế. Cái này chắc là mình lắp luôn à? Thế bây giờ em đã sẵn sàng để tham gia thử thách của Intel chưa? À, thử thách của mình là sẽ phải tự tay lắp luôn. Đúng rồi, okay. Và sau đây thì anh sẽ hướng dẫn em tham gia thử thách luôn. Ok, sẽ giúp em hoàn thành thử thách này. Nhất trí luôn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tiến hành thôi. Yeah. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn em lắp. Mà trước khi lắp thì anh xin phép tháo khẩu trang ra đã. À ok, thế thì em cũng đeo kính nhé. Tại vì em nhìn cho nó rõ. Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đi lắp đặt nhá. Dạ vâng. Chúng ta sẽ lắp CPU và bo mạch chủ trước. Đây, CPU của em đây. Đây, đây là món mà anh vừa giới thiệu khen hết lời đây đúng không? Đúng rồi, Intel Core 9 12.000K. Wow. Chiếc CPU mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Cũng rất là to nhưng mà cái chip nhỏ siêu siêu à. Thế nhưng mà bên trong nó là một sức mạnh cực kỳ lớn và cực kỳ khổng lồ. Thế nên nó mới được bảo vệ kỹ càng như này. Đúng rồi, chính xác. Wow. Chụp xịn của anh ạ. Bây giờ mình lắp vào đây luôn đúng không? Đúng rồi, lắp vào đây. Đây nha, sự hướng dẫn lắp này. À, đây. Đúng chưa chúng ta? Rồi, đúng chiều không anh nhỉ? Đúng chiều rồi, đúng nhưng rồi, mà đúng hơi rồi. Lệch một chút. À, hơi lệch chưa rồi? Đây. Ôi, em thích khít lắm rồi đấy. Để anh chỉnh lại. Đó. Rồi. Đây này, tiếp theo là RAM. RAM. Rồi, để em mở. Đây, để đi mày. Đây lắp. Mở cái chiều này. Mở không có lúc mở được luôn, bất ngờ sao lắp được luôn đó. Đây. Đấy, chưa? Đây, để anh cầm một thanh nhá. Cái này dài dài cho lắp đây đúng không anh? Đây, mày sẽ đây mình... em lắp này. Đấy, rồi em ấn tay vào đây thôi. Ấn mạnh không? Cứ ấn xuống. Ui. Đó, được rồi đấy. Dư lắm. Thanh này để anh nhá. À, kiểu cảm giác kiểu với ghê ấy anh. Anh nhẹ nhàng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lắp SD vào trước đã. Cài vào là xong.
mọi thứ nó đều liên quan đến nhau ấy nhở, hay nhở? Đúng rồi, đều liên kết với nhau cả. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải lắp cái này min vào đây. Đúng chưa ông anh? Đúng rồi, chính xác rồi đấy. Nha, đây em đi nha. Để em lắp. Mình sẽ lắp vào tất cả những cái lỗ này đúng không anh? Đúng rồi, bắt đầy đủ hết em ạ. Lắp tạm cho đã. Lắp. Đó. Em cầm ốc vào đi em ạ. Giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp nguồn vào nhé. Này em cắt mắt đằng sau này xong. Bây giờ sẽ nhờ em cắm cắp vào hình này đã. Là cái này đúng không ạ? Chính xác. Ủa còn cái này thì sao anh? Cái này nó sẽ là cái giá đỡ. Thì sau khi em lắp cái này, chúng ta sẽ bắt cái đấy cuối cùng. Cái này... Đây anh sẽ hướng dẫn em nhé. Đây có một cái bảo vệ này. Rút ra. Còn giá đỡ này. Giờ thì mình phải bắt ốc cái này trước đã. Giá đỡ nhá. Lắp vào nhìn nó gọn gàng thế nhỉ? Trông đẹp. Nó gọn mà. Rồi và sau một khoảng thời gian dài anh em mình lắp bộ máy này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi một phần quan trọng nhất. Cắm dây điện. Chính xác, phải cắm xem nó có lên hay là không. Ôi, thực sự là rất là lo lắng luôn đấy, bởi vì là mình không biết là nó có lên hay không nữa. Vừa nãy lắp thì nó phức tạp hơn so với mình nghĩ rất là nhiều. Cái phần mà lắp vào xong rồi bắt ốc thì ok, nhưng phần đi dây thì ôi, nó hơi lằng nhằng, nó hơi khó một chút. Nó quá khó đối với em luôn á. Bây giờ thì mình sẽ thử nha. Cắm thử thế nào. Ồ, lên rồi này. Wow, lung linh lên. Trời ơi. Chạy êm du, màu thì đẹp nữa. Xuất sắc luôn này, mình chỉ cần thêm một cái kính nữa thôi anh nhỉ. Đúng rồi. Một lát nữa thì anh sẽ cầm cái kính cho em. Ok. Đó. Bây giờ thì mình sẽ test thử luôn nhá. Mình sẽ trải nghiệm thử luôn xem là cái máy này mình dùng nó có ok hay không. À, bây giờ luôn anh nhỉ. Ok, đi luôn nào. Let me in, I'll help you out. I won't lose you this time. Feel you drifting up. Các bạn ạ, mình vừa chơi vài con game khá là nặng mà máy không hề giật lag tí nào, rất là mượt mà luôn. Với cái chip Intel Core i9 thế hệ thứ 12 này và một bộ cấu hình đến từ MSI thì mình đã có một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Vậy là mình đã hoàn thành thử thách DIY challenge rồi. Khá là thú vị bởi vì đây là lần đầu tiên mà mình được tự tay lắp ráp một bộ PC. Rất cảm ơn Intel, MSI và Kingston đã tổ chức ra chương trình này để mình có cơ hội được trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.